Dạ, chào quý vị. Dạ, con kính thưa hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần lộ ý kiên cố. Thì ở trong cái lộ ý kiên cố thì chúng ta học có, để các vị dễ nhớ đó là chúng ta có học có hai phần. Đó là lộ thiền, bộ liên quan đến cái thiền hiệp thế và thiền siêu thế. Chúng ta thấy quát gọn như vậy cho các vị dễ nhớ thôi. Dạ. Dạ. Lộ tâm kiên cố tức là chúng ta học về các cái lộ tâm liên quan đến cái tâm thiền hiệp thế và thiền siêu thế. Thiền hiệp thế là đây, là thiền hiệp thế và đây là thiền siêu thế. Thì ở trong cái thiền hiệp thế đó thì chúng ta có hai loại, tức là có hai cái loại lộ tâm, tức là cái lộ chứng thiền và cái lộ nhập thiền. Các vị cũng đừng ngại vì các con số, các cái lộ tâm, những cái con số lộ tâm mà chúng ta đọc trong sách đó, cái gì lên tới cả trăm, cả ngàn lộ, thậm chí là vô số lộ. Thì cái đó là do thì chúng ta phân tích, thì sau khi mà học xong cái phần khái quát này rồi đó thì chúng ta quay lại cái phần phân tích đó, tại sao có cái số nhiều như vậy. Bây giờ thì các vị chỉ nhớ rằng là lộ ý môn á, thì nó có hai, đó là thông thường và lộ kiên cố. Trong cái lộ thông thường đó thì chúng ta có những cái lộ tâm, như là lộ tâm thông thường thì có cái bình nhật và cận tử. Trong cái bình nhật đó thì có cái bình nhật thông thường và bình nhật chim bao. Còn đối với cái lộ ý môn mà kiên cố đó thì chúng ta có cái lộ ý môn thuộc về thiền hiệp thế và lộ ý môn thiền siêu thế. Thì trong lộ ý môn thiền siêu thế đó thì chúng ta có trong cái lộ ý môn mà thiền hiệp thế đó thì chúng ta có hai, tức là lộ chứng thiền và lộ nhập thiền. Rồi cái lộ ý môn kiên cố mà thiền siêu thế đó thì chúng ta cũng có hai, tức là cái lộ mà chứng đạo quả và cái lộ nhập thiền quả. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có một cái, chúng ta học thêm một cái lộ tâm, mà cái lộ này đó là cái lộ ý thông thường. Nhưng mà cái lộ ý thông thường này á, là được sanh kế sau cái lộ ý kiên cố. Đó là cái lộ phản kháng. Dạ. Bali gọi là bài cho quyết định á. Cái kháng ở đây á, tức là nhìn, nó giống như chúng ta nói khán giả, tức là người nhìn, người xem. Dạ. Phản kháng, phản là ngược lại, giống như trong cái chuyện phản chiếu á. Thì lộ phản kháng á, tức là loại sắc á, là xem xét lại hay là nhìn lại. Và chữ ở trong tiếng Việt của chúng ta có cái chữ phản kháng, tức là chống đối, chống cự lại đó. Cái chữ phản kháng đó là có rê ra. Tuy như tôi có kể các vị câu chuyện mà khi mà làm cái công việc lúc mà in lại cái bộ ví dụ pháp của ngày Hòa Thượng Định Sự đó, thì ban biên tập họ có thấy cái chữ phản kháng đó. Vậy thì họ có hỏi, họ nói là chữ phản kháng này là phải có rê, chứ tại sao là không có rê. Lý do ở đây là dịch từ cái chữ Paikawekana, có nghĩa là nhìn lại, xem xét lại, chứ không phải là cái chữ chống cự. Thì cái lộ phản kháng này đó vốn là cái lộ ý thông thường thôi, chứ không phải là cái lộ kiên cố. Nhưng mà
trình bày ở trong cái lộ kiên cố là bởi vì cái lộ tâm này có cái vai trò xem xét lại các cái gì, các cái tầng thiền mà mình đã chứng hoặc là đạo quả mà mình vừa chứng. Cho nên cái lộ phản kháng thường thường được kể ở trong cái lộ kiên cố, nhưng mà cái riêng cái lộ phản kháng này thì các vị nên nhớ là nó chỉ là cái lộ ý thông thường. Thì cái lộ phản kháng này là có hai, tức là phản kháng chi thiền, và thứ hai đó là cái phản kháng đạo quả, tôi ghi luôn. Cái lộ phản kháng này thì có hai. Thật ra đó, trong sách đó có nhiều cái cách trình bày, nhưng mà tôi cố gắng là tôi mỗi cái cách phân chia như vậy tôi phân chia làm hai để cho các vị dễ nhớ. Có hai đó là phản kháng chi thiền. Và thứ hai đó là phản kháng đạo quả. Thì khi mà tôi không có cái biểu đồ cho nên là tôi phải tự vẽ lấy. Thì khi mà một vị mà vừa chứng thiền á, thì sau khi chứng thiền á, thì ở đây chúng tôi với ví dụ của hai cái này, hai cái lộ chứng thiền của người tuệ mạnh và tuệ yếu á, thì nó chỉ có khác nhau cái sắc na chuẩn bị thôi. Còn cái phần sau đó thì tất cả là giống nhau. Cho nên ở đây chúng ta đơn cử là với một người mà tuệ mạnh, thì sau khi mà vị này chứng thiền rồi đó, thì cái dòng lộ tâm của vị này sẽ là rúng động dứt dòng, rồi khai môn chuẩn bị tận hành thượng thứ, rồi tâm chuyển tộc rồi thiền. Rồi nếu mà người mà tuệ mạnh thì không có cái sắc na chuẩn bị. Rồi sau khi mà một cái tâm thiền khởi lên thì sau đó là vô số hữu phần. Tôi mượn một cái vòng tròn này á, bỏ cái vòng tròn này đi. Dạ. Đấy, là các vị ở đây nhớ là cái chấm chấm này đó là biểu thị cho rất rất là nhiều cái hữu phần, và nó tùy theo mỗi vị hành giả mà cái thời gian cái hữu phần đó nó kéo dài bao lâu, chứ nó không có cái con số nhất định. Tức là có vị đó thì giả sử như là trải qua 1 triệu hữu phần, 2 triệu hữu phần, hay là 1 tỷ hữu phần, vân vân, nó tùy. Thì sau khi đó đó thì vị đó sẽ có một cái lộ tâm, mà cái lộ tâm này thuộc về cái lộ ý thông thường thôi, chứ không phải là cái lộ kiên cố. Thì cái lộ tâm đó nó cũng sẽ là khai ý môn. Khai ý môn rồi cái giai đoạn là động lực. Động lực, 7 động lực. Rồi trở lại hữu phần. Thì cái lộ tâm này có cái vai trò đó là xem xét lại cái tầng thiền mình vừa chứng. Nếu là đối với sơ thiền đó thì vị này sẽ xem xét các cái chi thiền, hay nói theo văn phạm chữ Hán là thiền chi, là
Nếu là sơ thiền á, thì vị này xem xét lại các cái chi thiền tầm tứ hỷ lạc định mà mình vừa chứng. Nếu đó là nhị thiền á, thì là tầm tứ hỷ, bỏ tầm rồi tam thiền thì bỏ tứ, vân vân. Thì cái dòng tâm động lực này á, được ví dụ giống như là một người mà vừa có một cái món đồ mới, chẳng hạn giống như là chúng ta vừa mua một cái món đồ mới, thì cái việc đầu tiên sau khi mà chúng ta đã thanh toán xong thì chúng ta thường thường là chúng ta xem xét lại cái món đồ mình vừa mua, hay là chúng ta vừa ai cho nó một cái món quà, thì khi mà chúng ta, nếu đó là một cái món quà quý đó, thường thường chúng ta hay xem xét lại, hay nhìn lại xem cái món đồ mình vừa được tặng. Thì đối với một vị chứng thiền á, thì do vị này vừa có được một thượng nhân pháp, do vậy nó giống như là một người mà có được một cái tài sản quý, thì khi mà họ có cái tài sản đó thì họ sẽ xem xét đó, họ nhìn xem cái báu vật mà mình vừa có đó là gì. Thì đối với các vị mà chứng thiền cũng vậy, là các vị này sẽ xem xét lại các cái thiền chi mà mình vừa chứng. Vậy thì cái giai đoạn này nó được kể ở trong cái lộ tâm kiên cố, phần lớn các sách, nhưng mà chúng ta học thì chúng ta phải hiểu rằng là cái giai đoạn này đó thì mới gọi là cái tâm lộ đầu tiên này đó là lộ tâm kiên cố, nhưng mà phần sau này đó thì thuộc về cái lộ ý thông thường. Rồi đối với một vị mà chứng đạo quả cũng vậy, một vị mà chứng đạo quả đó thì sau khi mà chứng quả xong đó thì nó cũng trải qua một giai đoạn hữu phần. Hữu phần giống như là trường hợp của chứng thiền, thì nó cũng tương tự là sau khi mà trải qua một cái giai đoạn hữu phần đó, thì nó sẽ, tâm vị nó sẽ khởi lên cái dòng tâm phản kháng đạo quả mà mình vừa chứng. Thì ở đây á, thì nó cũng là bảy sát na động lực. Rồi trở lại hữu phần. Rồi trở lại hữu phần. Và cái lộ phản kháng này á, lặp đi lặp lại nhiều lần, cho đến khi mà vị này cảm thấy rằng là mình đã xem xét toàn bộ những cái pháp mà mình vừa chứng được. Thì về cái biểu đồ á, thì giữa cái lộ đắc đạo và cái lộ phản kháng đạo quả và phản kháng chi thiền á, thì là giống nhau. Tức là sau khi chứng thiền thì một loạt tâm hữu phần, rồi sau tâm hữu phần là bảy, là khai ý môn, rồi bảy động lực, rồi trở lại hữu phần, và cũng lặp đi lặp lại trên cái biểu đồ thì giống nhau, nhưng mà về ý nghĩa đó thì là khác nhau. Là đối với cái lộ phản kháng chi thiền đó, thì vị này xem xét lại những cái thiền chi trong mỗi cái tầng thiền, và mỗi cái tầng thiền như vậy đó, cái thiền chi nó cũng khác nhau. Lần lượt là được tế nhị hơn theo cái mỗi cái tầng thiền. Còn đối với đạo quả đó, cái lộ phản kháng ở trong đạo quả đó, thì vị này trước hết nó là vị này phản kháng cái tâm đạo mà mình vừa chứng. Và các vị ghi thêm, đối với phản kháng chi thiền đó, thì các phản kháng các chi thiền phản kháng các chi thiền
theo tầng thiền. À, tôi ghi gì các vị có thể ghi như thế nào các vị dễ nhớ thì các vị ghi. Các chi thiền theo tầng thiền đó là sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền vân vân. Còn riêng đối với đạo quả đó, còn riêng đối với cái tâm lộ phản kháng đạo quả đó, thì vị này bạn phản kháng nhiều phương diện. Thứ nhất là vị này phản kháng đạo, đạo vừa, cái tâm đạo vừa đắc á. Thứ hai là phản kháng quả vừa thành. Rồi vị này phản kháng niết bàn. Niết bàn vừa chứng. Rồi những cái phiền não mà mình đã diệt. Và phiền não nào chưa diệt? Phiền não còn dư sót. Dạ. Thì ở đây các vị thấy rằng là chúng ta có tất cả là bốn cái tầng thánh đạo: sơ, nhị, tam, tứ. Trong đó cái tầng thánh đầu tiên đó, là vị này xét thấy rằng là mình đã diệt được ba phiền não. Cái tầng thánh thứ hai đó thì vị này thấy rằng mình đã giảm nhẹ được thêm hai phiền não là dục ái và sân. Cái tầng thánh thứ ba đó là vị này thấy rằng là mình đã diệt dục ái và sân. Và tầng thánh thứ tư đó là diệt hoàn toàn các cái phiền não. Như vậy thì đối với ba cái tầng thánh đầu á, thì các ngài á, còn phản kháng thêm một phần còn lại, đó là những phiền não còn dư sót. Còn đối với cái tầng thánh tứ quả đó thì chỉ có phản kháng bốn điều thôi, tức là phản kháng đạo vừa đắc, quả cái quả vừa thành. Và vị này nhìn lại niết bàn mà mình đã được thấy rõ ràng hơn, và những cái phiền não mình đã diệt. Còn riêng phiền não còn dư sót đó, thì tầng thánh tứ quả thì không còn, cho nên không có phản kháng cái phiền não này. Vậy thì ở trong cái lộ phản kháng này á, thì tôi kể chung giữa cái tầng thiền và đạo quả là để cho các vị phân biệt. Thông thường thì ở trong các sách đó, thì sau khi mà chúng ta học về cái tổ chứng thiền đó, thì được trình bày qua cái phản kháng chi thiền, rồi sau đó là đạo quả, rồi sẽ là cái phản kháng đạo quả. Nhưng ở đây tôi muốn dạy hai cái lộ hướng dẫn các vị hai cái lộ phản kháng này chung đó. Thứ nhất là bởi vì cái lộ phản kháng là cái lộ thuộc về cái lộ ý thông thường, chứ không phải là cái lộ kiên cố. Cái thứ hai, khi mà chúng ta học chung á, để chúng ta nhớ rằng là tuy rằng là đều là cái phản kháng hết á, nhưng mà cái phản kháng chi thiền và cái phản kháng đạo quả đó thì khác nhau rất là nhiều. Và cái động lực ở cái động lực phản kháng này á, nếu là đối với phàm phu và thánh hữu học á, thì sẽ là cái tâm thiện học, sẽ là cái tâm thiện học trí. Còn đối với vị thánh a la hán thì tất nhiên sẽ là cái tâm đại tố học trí. Như vậy đó, thì khi mà chúng ta học lộ trình tâm á, tuy rằng rất rất là nhiều cái lộ trình tâm, nhưng mà các vị
học chúng ta học nó giống như là mình xem một cái bản đồ của một của cả một cái thành phố, đi rằng là những cái con đường chi chít như vậy đó, nhưng mà để chúng ta dễ nắm được cái bản đồ đó thì người ta sẽ nhớ những cái đại lộ lớn, rồi sau trong cái đại lộ lớn đó thì chúng ta sẽ nhớ cái chi những cái con đường nhỏ. Thì tôi cũng muốn là các vị học lộ trình tâm này á, thì chúng ta nhớ đến những cái phần khái quát trước, rồi sau đó những cái phần chi tiết đó thì chúng ta học nhớ thêm thì tốt, còn không nhớ thì chúng ta cũng có cái sức tường căn bản. Rồi cái lộ phản kháng thì chỉ có như vậy thôi. Thật ra cái lộ phản kháng này các vị biết là sau này chúng ta học tính về cái con số đó thì lên đấy cũng đã mấy trăm lộ phản kháng. Nhưng mà dù có mấy trăm lộ phản kháng thì nó chỉ chừng này thôi, chẳng qua là chúng ta phân tích, tại vì ví dụ pháp đó là nói đến một cái thực tại hễ có như thế nào đó, thì nói như vậy dù có khác một chút thì cũng kể là khác. Bây giờ tôi ví dụ như thế này, chẳng hạn giống như bây giờ chúng ta có cái chúng ta lấy đơn cử là cái lộ phản kháng tâm sơ quả của một vị chứng sơ quả, thì khi mà phân tích ra nó thì đầu tiên là chúng ta có hai hạng người: người tuệ mạnh và người tuệ yếu. Thì chúng ta đã có hai lỗ rồi. Tuệ mạnh thì chúng ta có năm trường hợp phản kháng, và phản kháng tạo vừa đắc quả vừa thành niết bàn, vừa chứng phiền não đã diệt, phiền não còn dư sót. Rồi đối với một vị tuệ yếu thì cũng có năm, thì chỉ riêng cái đó thì chúng ta nhân cho hai hạng người thôi đó thì nó cũng đã ra là 10 rồi. Thì chẳng qua là sở dĩ mà kể nhiều như vậy đó là do vì chúng ta kể chi ly, rồi trong người đó là chúng ta nhân năm tầng thiền nữa: sơ đạo, sơ quả, sơ thiền, rồi sơ quả nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nữa. Thì năm đó mà 10 đó mà nhân năm nữa thì đã là 50 rồi. Thì chính vì những cái cách phân chia như vậy đó mà có cái số lượng cái tâm lộ nhiều. Còn chúng ta học quá là chúng ta để hiểu để nhớ thì chúng ta tôi kể là tôi kể ít thôi, tức là lộ phản kháng đó thì chỉ có hai, tức là phản kháng chi thiền và phản kháng đạo quả. Rồi trong cái thiền chi đó thì chia ra rất là nhiều, như là năm tầng thiền rồi nhân với các hạng người vân vân, thì nó ra cái số lượng lộ tâm nhiều. Ở đây xin nói thêm về cái trường hợp của một người mà gọi là cái người tuệ mạnh và người tuệ yếu á, thì các vị nhớ rằng là một người tục sinh á, bằng cái tâm hợp trí á, nó có hai loại hợp trí, đó là người tục sinh bằng cái tâm hợp trí vô trợ và người tục sinh bằng cái tâm hợp trí hữu trợ. Thì người mà tục sinh bằng cái tâm hợp trí vô trợ á, thì trí tuệ nó thì nhạy bén hơn là một người tục sinh bằng cái tâm hợp trí hữu trợ. Rồi cái trường hợp thứ hai mà được gọi là cái tuệ mạnh á, là cái khả năng tu tập của vị đó thuần thục. Như vậy thì với một người dù là tái tục bằng cái tâm đại thiện hợp trí hữu trợ, nhưng mà đối với cái pháp môn đó vị đó tu tập thuần thục lâu ngày thì vị đó vẫn có thể là có cái tuệ mạnh, chứ không phải là chỉ có căn cứ trên cái tâm tái tục. Ngược lại, đối với một vị mà tục sinh bằng cái tâm hợp trí và vô trợ, nhưng mà cái pháp đó mà vị đó tu tập có không được thường thục đó, thì vị đó vẫn gọi là một người tuệ, những người là tuệ yếu. Chỉ chẳng qua đó là đối với một người tục sinh bằng cái tâm thiện hợp trí vô trợ thì cái khả năng thường thục để trở thành tuệ mạnh nó nhanh hơn là đối với một vị tục sinh bằng cái tâm hữu trợ, chỉ vậy thôi. Nhưng như vậy thì chúng ta thấy rằng là hai cái điều kiện mà để được gọi là cái tuệ mạnh á, thứ nhất là tục sinh bằng cái tâm
cái tâm vô trợ. Cái thứ hai là do tu tập thuần thục, thì cái yếu tố thứ hai là yếu tố then chốt quyết định. Bây giờ cái là cái tổ khoảng kháng rồi. À, bây giờ chúng ta tiếp tục học đến cái phần chúng ta học đến cái phần tâm đạo. Chúng ta học tiếp đến cái phần là nhập thiền quả. Độ nhập thiền quả. Các vị lưu ý là khi mà chúng ta học cái lộ tâm kiên cố này thì chúng ta chỉ nói đến cái trường hợp của một vị đã chứng thiền hay chứng đạo quả. Chứ còn mà những trường hợp mà một người như chúng ta, giống như là khi mà chúng ta thực tập thiền định hàng ngày mà chúng ta không chứng, thì khi đó nó chỉ là những cái giai, những cái chuỗi tâm lộ, những cái chuỗi tâm lộ ý thông thường thôi, chứ không phải là lộ ý kiên cố. Dù rằng là vị đó đang ngồi mà chúng ta vẫn gọi là ngồi thiền vân vân, thì khi đó chỉ chẳng qua là một cái thời gian mà vị đó cố gắng nỗ lực để chứng được thiền định và đạo quả, chứ chưa thể gọi là cái lộ tâm kiên cố. Thì cũng giống như trường hợp của một vị chứng thiền, sau khi mà vị đó chứng thiền á, thì vị đó muốn hưởng được cái hạnh phúc của thiền định á, thì vị đó nhập thiền. Thì cũng vậy, đối với một vị chứng đạo quả thì vị đó muốn hưởng được cái hạnh phúc, nhất là cái hạnh phúc của niết bàn á, thì vị đó nhập thiền quả. Và trong khi mà nhập thiền như vậy đó, thì nó thời gian nó là bất định, có vị đó là thời gian dài, có vị thời gian ngắn, nó tùy theo cái khả năng cũng như là cái điều kiện của vị đó. Tùy theo khả năng, tức là có những vị đó vừa chứng thiền xong nhưng mà cái thiền mà mình chứng nó chưa có thuần thục, cho nên vị đó không có thể nhập thiền ở trong cái thời gian dài. Còn điều kiện á, là có những vị đó đã chứng thuần thục, nhưng mà do vì cái thời gian, cái điều kiện, không vị đó không có thể nhập thiền đâu được, cho nên vị đó nhập thiền ngắn. Thì ở đây, để có thể mà nhập thiền hiệp thế hay là thiền quả một cách thuần thục á, là vị hành giả phải có thuần thục năm điều mà ở trong các cái sách thiền gọi là năm quá si. Dạ. Đây chúng ta ghi là năm khả năng thuần thục. Đó là quá si. Thứ nhất đó là vị đó làm chủ tác ý. Tôi ghi một lần rồi tôi nói sao. Làm chủ tác ý. Thứ hai đó là vị đó làm chủ được cái sự đắc định. Thứ ba là làm chủ sự xuất định. À, thứ tư là vị đó. Ở đây các vị có thể thay thế cái chữ làm chủ này bằng cái chữ thuần thục. Thuần thục. Các vị có thể thay từ chữ thuần thục hay không? Dạ, thuần thục sự tác ý, sự đắc định. Rồi thuần thục phản kháng.
Trước hết nó là cái sự thuần thục tác ý, đó là khi một vị đã chứng thiền, lấy ví dụ là chứng sơ thiền, thì để vị đó nhập thiền đó, là vị đó phải tác ý đến cái đề mục mà mình phải tu tập. Nhưng mà do vì khi mà tác ý đến cái đề mục tu tập đó, nếu mà vị hành giả chưa có thuần thục, dù đã chứng thiền, thì khi cái thời gian mà vị đó tác ý để mà cái tâm của vị đó an trụ hẳn vào cái tâm thiền á, thì nó có cái thời gian dài hơn là đối với một vị mà cái sự tác ý đó, cái sự liên tưởng đó nó đã trở thành một cái thói quen, nó thuần thục. Rồi cái thứ hai đó là cái trường hợp đắc định, là có những vị đó thì cái khả năng đắc định của vị đó làm một cách dễ dàng. Ví dụ giống như là đối với trường hợp của một vị thánh nhân, các ngài không có đắc thiền hiệp thế, nhưng mà sau đó để hưởng cái an lạc của thiền định á, thì các ngài vẫn có thể tu tập trở lại cái thiền hiệp thế để chứng các cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Nhưng mà đối với vị thánh nhân á, là cái thiền não của ngài, dù là đối với vị thánh sơ quả, thì cái phiền não của ngài nó so với một người phàm phu bình thường là các ngài đã được thanh tịnh hơn rất là nhiều. Và do vậy cái việc mà các ngài muốn tu tập lại cái thiền hiệp thế để có thể nhập định thiền hiệp thế đó, thì đối với các ngài đó là việc đó làm một cách dễ dàng. Và do đó có thể là các ngài có chứng đắc thiền trong cái khoảng thời gian nào. Rồi cái trường hợp thứ ba đó là cái trường hợp của, và tôi viết thiếu một trường hợp, xin lỗi các vị. Đắc định đó, đây có thiếu cái trường hợp, các vị ghi giúp tôi là cái trường hợp là đắc định, là còn trường hợp nhập định. Giờ tôi ghi thiếu, giờ nhập định. Nhập định ở đây tức là với một người mà sau khi đã chứng thiền rồi, thì vị đó muốn nhập định bao lâu đó, tùy thích. Vị đó muốn nhập định 2 ngày thì vị đó sẽ nhập định 2 ngày, vị đó nhập định 3 ngày thì vị đó nhập định 3 ngày. Mà trong kinh các vị thường thấy Đức Phật ngày nay nói rằng là này, chứ tỳ kheo, nếu muốn thì vị tỳ kheo đó an trú ban ngày, nếu muốn thì vị tỳ kheo đó an trú ban đêm. Tức là cái khả năng của vị đó nó quen, nó một cái khả năng nhập định của vị đó nó quen thuộc đến mức độ là vị đó nhập định bất cứ ở trong cái điều kiện nào các ngài cũng nhập định được hết. Và thậm chí giống như là trường hợp của ngài Mục Kiền Liên, thì dù cho cái thân đau đớn do các cái tên cướp là nó đâm, nó chém rồi nó băm ngài, thì ngài vẫn có thể nhập định được. Cái tâm của các vị đó nó thuần thục, nó mạnh đến như vậy. Một người mà cái tâm định còn yếu á, thì chẳng hạn giống như là khi mà chúng ta tâm định còn yếu á, thì khi mà chúng ta ngồi thiền đó, thì cái tiếng động nào bên ngoài nó cũng làm cho phóng tâm. Rồi cái khả năng thuần thục hơn nữa đó, thì những cái tiếng động nhỏ đó, thì chúng ta không có tác động nhiều, trừ khi đó là cái tiếng động quá lớn. Chẳng hạn giống như là nếu một vị hành giả mà nhập định cái tâm định tương đối đó, thì những cái tiếng động đều đều như là ở ngoài trời mưa vân vân, thì vị đó vẫn an trú trong thiền định mà không có bị tiếng mưa đó nó chi phối. Còn đối với một vị mà chứng thiền, cái chứng thiền mà ở cái giai đoạn mà thuần thục đó, thì vị đó có, vì đó cái việc mà nhập định của vị đó nó thuần thục đến mức độ mà vị đó có thể trong cái thời gian nào, trong cái điều kiện sinh lý như thế nào, chẳng hạn giống như vị này dù cho thân thể bệnh hoạn đau nhức vân vân, vị này vẫn không có bị phân tan, và vị này dễ dàng nhập định. Đó là cái thuần thục về nhập định. Rồi cái xuất định cũng vậy. Xuất định tức là chúng ta hay diễn tả bằng cái cách gọi thông thường như là xả thiền đó. Thì các vị có để ý rằng là có đôi khi có những việc làm mà chúng ta quá tập trung, và khi mà chúng ta quá tập trung như vậy đó,
có đôi khi nó cái thời gian nó qua mình quên đi. Dạ. Nhưng mà đối với một vị mà thuần thục cái khả năng xuất định á, thì vị đó không có bị những cái vị đó không có những cái quên lãng như vậy. Tôi có đọc một cái câu chuyện về cuộc đời Đức Phật, mà đó là những cái quyển sách được viết về sau do những tác giả họ thêm thắt vào. Họ kể rằng là khi mà Đức Bồ Tát ngày đi xuất gia, rồi ngày có những cái khi mà ngày tinh tấn, ngày tu thiền đến mức độ mà đến cái giờ khất thực có ngày không nhớ là do vì ngày ngồi thiền, rồi sau đó là ngày xả thiền ra rồi đó, thì nó cũng trễ giờ khất thực rồi, cho nên Đức Phật ngày phải vô rừng, ngày tìm cái tay cây, ngày ăn lót dạ vân vân. Cái cách đó là cái cách mà chúng ta suy diễn chứ nó không có đúng. Một vị mà thường thuộc xuất định, xuất đỉnh là vị đó sau khi mà phát cuộc nguyện rằng là ta sẽ xuất định ở trong cái thời gian nào đó đó, thì đến cái thời gian đó thì nó xuất định. Nó cũng giống như là cái cách mà chúng ta set up một cái máy ấy, tới giờ đó thì nó sẽ làm việc chứ không có cái chuyện mà nó quên lãng. Rồi cái trường hợp thứ năm đó là cái trường hợp mà phản kháng chi thiền thì cũng vậy. Là vì đó bằng cái phản kháng chi thiền đó, nó có nhiều cái mức độ khác nhau. Đối với một vị mà chưa thuần thục đó, thì khi đó vị đó phản kháng chi thiền, các cái chi thiền đó, nó không có rõ ràng. Nhưng mà đối với các vị mà đã thuần thục rồi đó, thì vị đó nhìn các chi thiền nó được ví dụ giống như là năm, giả sử như là vị đó phản kháng năm cái chi thiền của sơ thiền, thì năm cái chi thiền của sơ thiền đó, đối với một vị mà chưa có thuần thục đó, là nó giống như là vị đó nhìn năm cái sợi dây mà cái màu sắc đó, nó gần gần giống nhau, cho nên cái việc phân biệt đó, nó còn hơi lâu và khó khăn hơn. Còn đối với một vị mà thuần thục phản kháng đó, thì cũng giống như là một người nhìn năm cái sợi dây với năm màu khác biệt nhau rõ rệt. Vị đó chỉ nhìn thoáng qua là vị đó đã thấy được năm màu rõ rệt, chứ nó không có phải có một cái thời gian gian chú một lâu. Thì đó là cái sự thuần thục phản kháng. Thì trở lại cái lộ nhập thiền quả đó, thì nó cũng giống như là cái cách mà một vị chứng thiền an hưởng cái thiền hiệp thế. Thì đối với một vị chứng thiền chứng đạo quả đó, thì vị này cũng có cái cách riêng để hưởng cái an lạc giải thoát. Ở trong kinh khi mà nói đến một vị tỳ kheo mà thiền định để hưởng an lạc giải thoát đó, và chính là vị tỳ kheo nhập thiền quả này. Trở lại cái nhập thiền hiệp thế đó, thì chúng ta có cái hai cái lộ tâm của hai hạng người tuệ mạnh và tuệ yếu. Đó là sau khi mà khai ý môn xong rồi chuẩn bị cận hành thuận thứ. Chuẩn bị cận hành thuận thứ và chuyển tộc. Rồi sau cái chuyển tộc đó là cái tâm thiền, vô số tâm thiền. Nếu mà đối với sơ thiền thì cái giai đoạn thiền, cái sắc na thiền này sẽ là sơ thiền thiện. Nếu là vị thánh A-la-hán thì sẽ là sơ thiền tố, tương tự. Nếu mà bị nhị thiền thì cái sắc na thiền này đó thì sẽ là nhị thiền. Đó là cái lộ tâm của một vị chứng thiền, của một vị nhập thiền hiệp thế. Nhưng mà riêng đối với một vị nhập thiền quả đó, thì cái giai đoạn cận định này nè, giai đoạn cận định này á, nó có khác với cái thiền hiệp thế. Cái thiền hiệp thế đó, thì bốn hay là ba cái động lực dục giới đó, tức là chuẩn bị cận hành thuận thứ và chuyển tộc đó, thì sẽ có những cái vai trò khác nhau.
cái động lực đầu tiên nó có cái vai trò chuẩn bị, cái động lực thứ hai nó là có cái vai trò cận hành. Cận hành tức là đến gần. Và cái vai trò thứ ba nó là cái vai trò thượng thứ. Thượng thứ tức là chúng ta hiểu rằng là thượng thứ tức là cái sắc na mà đã thích nghi với cái cảnh cao hơn. Nó giống như là chúng ta cần phải lấy một cái bậc trên cao, rồi chúng ta bước lên bậc thang, từng bậc thang một, rồi cho đến cái bậc thang nào mà nó vừa đủ độ cao để chúng ta lấy đồ đó, thì cái bậc thang mà mình dừng lại đó, đó, và cái bậc thang mà mình vừa đủ để mà mình có thể mình lấy được cái món đồ ở trên đó, thì cái bậc thang nó được ví dụ giống như là thuận thứ. Và chuyển tập á, tức là cái thời gian mà mình đã đưa tay lên ở trên một cái tầm với cao so với khi nãy chúng ta còn đứng dưới đất. Còn đối với cái lộ nhập thiền quả đó, thì cái giai đoạn này á, là nó khác. Cái giai đoạn thiền quả đó thì bốn hoặc là ba cái động lực dục giới này á, chỉ có một cái tên gọi duy nhất thôi, đó là thuận thứ. Tôi không có cái bản đồ ở đây cho nên là chỉ biết người biết không em. Thì tạm thời các vị hoan hỷ nhìn trên cái biểu đồ của cái lộ nhập thiền hiệp thế đó, các vị hoan hỷ là nhớ là các cái sắc na chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tập này đó, thì đối với vị nhập thiền quả đó, thì chỉ có một tên gọi duy nhất là cái sắc na thuận thứ thôi. Như vậy thì đối với một người tuệ mạnh đó, thì chỉ có ba thuận thứ, còn đối với một người tuệ yếu đó, thì bốn cái thuận thứ. Thay cho các cái sắc na chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc, thì đối với vị nhập thiền quả đó, thì chỉ có một cái sắc na và một trạng thái một việc làm giống nhau là thuận thứ. Rồi sau cái thuận thứ đó, thì sẽ là vô số tâm thiền quả. Vô số tâm thiền quả. Cái tâm thiền quả chính là các cái tâm quả siêu thế này. Và ở đây nó có một cái vấn đề mà cho đến bây giờ tôi mới nói đến cái quả siêu thế này. Là các vị nhớ rằng là chúng ta có những cái tâm quả. Có những cái tâm quả như là tâm quả vô nhân, tâm đại quả, rồi quả sắc giới, quả vô sắc giới, rồi quả siêu thế. Nhưng mà thật ra đó, các cái quả này nó khác nhau. Ba cái loại quả hiệp thế ở trên đó, thì còn gọi là dị thục. Dị thục và cái chữ Bali là chữ Vipaka. Nhưng mà cái quả của siêu thế là quả siêu thế. Cái quả siêu thế này á, thì không thể nào gọi là cái gì, không phải là dị thục, mà cái quả siêu thế này là pha lá. Và hai cái quả này nó khác nhau. À, nói sơ qua cái chữ dị thục á, dịch chữ Bali á, theo cái chữ Bali chữ Vipaka á, tức là cái quả mà còn gọi là cái quả dị thời. Dị là khác. Dị thời tức là nó khác cái thời điểm, ví dụ như là chúng ta trong quá khứ chúng ta bố thí, rồi trong cái đời hiện tại này chúng ta được cái này được kia vân vân, rồi trong quá khứ chúng ta sát sanh, và đời hiện tại hay đời sau sau nữa thì chúng ta bị cái yếu thọ bệnh tật vân vân, thì cái đó gọi là dị thời, tức là cái nhân ở một cái thời điểm rất là xa và cái quả nó ở cái thời điểm rất là xa. Và ở đây nó có cái chữ thục. Cái chữ thục ở đây á, chữ Hán nó có nghĩa là chích mùi. Nó giống như ở trong cái nghĩa của chữ thuần thục hay là tinh thục vậy đó.
hay là cái chữ thục nó còn có nghĩa là nung nấu, tức là một cái loại quả mà nó được thành tựu từ cái nhân đó, nó nung nấu lâu ngày, đủ cái điều kiện thời gian nó chín mùi, nó trở thành cái quả, thì cái quả đó gọi là cái quả dị thục, chữ y ba cá. Còn cái tâm quả đối với cái tâm đạo nó không phải như vậy, mà do vì cái tâm đạo á, chúng ta nhớ là cái tâm mà nó cắt đứt đi cái phiền não. Và sau khi mà cắt đứt đi phiền não rồi thì tất nhiên cái tâm sau còn lại á, là nó không còn cái phiền não đó, chứ không phải là cái tâm quả này nó do cái tâm đạo nung nấu mà có. Nó giống như là trường hợp của các cái quả mà hiệp thế. Do vậy đó, cái chữ Bali á, là cái chữ xài có phân biệt rất là rõ, là khi mà hai loại quả này gọi là quý ba cá và phá lá khác nhau, thì chúng ta hiểu rằng cái quả siêu thế đó nó không phải là do cái tâm đạo mà nó làm nhân để nó nung nấu chín mùi do cái tâm quả, mà cái tâm đạo nó được ví dụ giống như là cái con đường đi đến một cái tòa nhà. Thì cái con đường đi đến tòa nhà đó nó không có nghĩa là cái con đường đó làm nhân để tạo, nó không phải cái con đường đó không phải là nó là nhân để tạo ra cái tòa nhà đó, mà con đường đó chỉ dẫn đến cái nhà đó thôi. Do vậy khi mà nói cái luật nhân quả đó thì có những cái tương quan mà có vẻ như là những cái cặp nhân quả, nhưng mà kỳ thực thì nó không phải là cặp nhân quả. Chẳng hạn giống như là đạo đế là cái con đường đưa đến Niết Bàn, chứ và Niết Bàn á, nhưng mà Niết Bàn á, là không phải quả của đạo đế. Thì ở đây á, cái tâm quả đó thì chúng ta hiểu đối với tâm quả và tâm đạo chúng ta cũng phải hiểu như vậy, chứ không phải giống như là trường hợp của cái tâm đại thiện rồi cho cái tâm đại quả, rồi cái tâm thiện sắc giới cho đến cái thiện vô sắc giới, cái tâm quả sắc giới giống như là cái tâm nhiệt thế. Và trong khi mà lúc mà chúng ta học về các cái loại tâm đó, thì khi đó đến với cái tâm quả này đó, thì tôi cũng chưa có nghĩ rằng chưa đến lúc để tôi trình bày. Và ngày hôm nay khi mà chúng ta học về cái lộ nhập thiền quả đó, thì chúng ta thấy rằng là cái tâm quả này nè, cái tâm quả siêu thế này nè, giữ được cái vai làm cái vai trò của vai trò động lực. Còn các cái tâm quả kia đó là không bao giờ là trong các cái tâm động lực, các cái tâm quả đó nó không có thể giữ được cái vai trò động lực hết, mà nó giữ vai trò giống như là vai trò hộ kiếp, rồi vai tục sinh hộ kiếp và tử rồi na cảnh vân vân thôi, chứ không có thể làm tâm động lực. Nhưng mà đối với cái tâm quả siêu thế đó thì hoàn toàn giống như là các cái tâm động lực khác. Thì trở lại cái biểu đồ lộ trình tâm á, thì ở đây không có cái biểu đồ đó, cho nên các vị hoan hỷ nhìn trên cái biểu đồ của một vị nhập thiền hiệp thế. Thì đối với thiền quả đó, thì cái bốn hay là ba cái sắc na dục giới là chuẩn bị cận hành thuận thứ á, chuyển tộc, thì đối với thiền nhập thiền quả đó, thì chỉ có một cái thuận thứ thôi. Và sau cái thuận thứ rồi đó thì sẽ vô số cái tâm quả ở đây chữ chan á, chữ chi ở đây, chữ chi ở trên cái biểu đồ này viết tắt của chữ này đó, thì nó bằng cái chữ Bali chữ chan á, thiền. Thì các vị, nó giống như cái biểu đồ này mà các vị thế cái chữ chan á này vô là cái chữ pha lá, và các vị thay thế bằng pha lá này là cái tâm quả siêu thế. Và ở đây có hai cái lý do mà tại sao mà đối với cái lộ nhập thiền quả đó mà các cái tâm động lực dục giới, cái giai đoạn chỗ này nó vẫn còn là động lực dục giới các vị. Chỉ khi mà cái tâm thiền khởi lên nó, khi này mới gọi là cái động lực sắc giới thôi. Còn cái giai đoạn mà chuẩn bị cận hành thuận thứ á, thì vẫn là cái giai đoạn của động lực dục giới, tức là cái tâm đại thiện á, hay là cái tâm đại tốt.
thì các vị các vị thấy rằng là thứ nhất á, là nói theo về giống, chúng ta nhớ là cái loại cái tâm á, chúng ta có chia thêm giống là có bốn giống: giống thiện, giống bất thiện, giống vô ký và giống quả. Thì nói về giống á, thì cái chuẩn bị cận hành thuận thứ này là giống thiện, bởi vì khi này là cái tâm đại thiện. Và nếu mà đối với vị A-la-hán á, thì cái giai đoạn này là giai đoạn là tâm tố. Tâm tố tức là cái giống thuộc về cái giống vô ký. Và khi mà cái tâm thiền mà sanh lên á, thì nó sẽ cùng giống với, nó cùng giống với cái giai đoạn dục giới này. Nhưng mà đối với thiền quả đó, thì cái giai đoạn mà cái tâm dục giới này á, và cái tâm thiền quả đó thì khác giống. Bởi vì khi đó, đó là, giả sử như dù đó là một vị A-la-hán á, thì các ngài sẽ, cái giai đoạn động lực của các ngài nó sẽ là những cái tâm tố này. Và tâm tố này nó thực hiện giống vô ký. Còn đối với cái tâm quả này đó thì thuộc về giống quả. Nó khác nhau. Còn nếu mà đối với một vị phàm phu hay là thánh hữu học á, thì cái giai đoạn này nó là thiện. Vậy thì theo cái luật của theo cái quy luật của cái tâm pháp á, thì trong những cái trường, trong những cái có những cái lộ tâm mà nó theo cái luật của cái quy luật đó, mà đôi khi là chúng ta cũng phải cố gắng là nhớ, chúng ta cũng phải cố gắng là nhớ. Chẳng hạn giống như là có những cái quy luật như là giữa hai cái cảm thọ mà có một cái trạng thái hoàn toàn khác biệt nhau, như là thọ hỷ và thọ ưu, thì khi đó cần phải có một cái sắc na tâm thọ xã để giữ cái vai trò trung hòa, mà chúng ta gọi là cái hộ kiếp khách đó. Thì đối với cái giai đoạn thiền quả này thì nó cũng có một cái quy luật đó, tức là thứ nhất đó là cái giai đoạn này đó là giữa cái động lực dục giới và cái động lực sắc giới đó. Cái động lực dục giới mà cái động lực siêu thế đó là khác giống với nhau. Cái lý do thứ hai đó mà bốn cái sắc na dục giới không có, chỉ có cùng một loại chứ không có khác nhau, là chuẩn bị cận hành thuận thứ giống như là bị nhập thiền thông thường, mà chỉ có một cái sát na là một việc duy nhất là thượng thứ, là bởi vì đối với cái thiền hiệp thế đó, là khi một vị muốn nhập thiền đó, là vị đó phải có những cái tác ý đến các cái đề mục. Chẳng hạn giống như là vị đó muốn nhập sơ thiền với đề mục đất, thì vị đó tác ý đến đề mục đất. Vị đó muốn nhập sơ thiền đối với cái đề mục lửa, thì vị đó tác ý đề mục lửa. Vị đó muốn nhập sơ thiền đối với cái đề mục từ vi hỷ xã vân vân, thì tùy theo cái đề mục mà vị đó tác ý. Và do vì có cái nhiều cái đề mục khác nhau như vậy đó, cho nên tiến trình diễn tiến của tâm nó phải có giai đoạn là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Còn riêng đối với thiền quả đó, thì vị này chỉ có một cái cảnh duy nhất đó, là cái cảnh niết bàn thôi. Cho nên khi đó, đó cái tâm dục giới đó, sanh lên, cái động lực dục giới sanh lên đó, chỉ có một việc đó, là dù cho vị đó nhập thiền quả bao nhiêu lần và nhập thiền quả nào, thì cái cảnh cũng là cái cảnh niết bàn. Cho nên là chỉ có một cái cảnh duy nhất, cho nên không có cần phải giai đoạn chuẩn bị cận hành thuận thứ, mà chỉ có cần một cái sắc na tâm là thuận thứ thôi, là để thích nghi với cái cảnh mà vừa cái cảnh mà vị đó sẽ nhập định. Thì
Khi nào mà các vị thấy cái gì, cái tâm, cái sắc na thượng thứ này á, thì chúng ta biết rằng là khi đó nó là cái tâm của vị hành giả là sẵn sàng và biết được cái cảnh mà cái tâm, cái sắc na kiên cố sanh lên. Ví dụ giống như là trong cái lỗ mà chứng thiền á, thì cái tâm thiền ấy chính là cái tâm là vị này thoát ly năm truyền cái. Thì cái tâm, cái sắc na thuận thứ trước đó, đó là cái tâm đó nó cũng sẵn sàng, nó đã thoát ly năm truyền cái, giống như là cái tâm lộ kiên cố sắp xảy ra, cho nên gọi nó là thuận thứ. Thì bài học này, trở lại cái bài học ngày hôm nay đó, là chúng ta học về thêm hai phần ở trong lộ tình tâm. Thứ nhất đó là cái lộ phản kháng, tức là đối với một người mà chứng thiền định hay là đạo quả rồi, thì vị đó sẽ có những cái dòng tâm lộ tiếp theo để nhìn lại thiền định và đạo quả của mình vừa chứng. Và cái phần chúng ta học thứ hai đó là cái lộ nhập thiền quả. Thì cái lộ nhập thiền quả đối với một vị thánh các ngài muốn hưởng an lạc giải thoát á, thì các ngài sẽ nhập vào cái thiền quả với cái tiến trình lộ tâm mà chúng ta vừa học. Tuy nhiên không phải là vị thánh nhân nào các ngài cũng đều có thể nhập thiền quả được, mà nhập thiền quả, để có thể nhập được thiền quả đó thì vị này phải chứng thiền hiệp thế thì vị đó mới có thể nhập thiền quả. Chúng ta có cái ghi chú là cái điều kiện mà để nhập thiền quả đó, điều kiện nhập thiền quả điều kiện nhập thiền quả đó thì phải chứng thiền. Tại chứng thiền hiệp thế. Còn đối với một vị thánh mà các ngài không có chứng thiền hiệp thế được đó, thì các ngài không có thể nhập thiền quả. Các ngài tu dù cho các ngài có tu thiền nào đó, chẳng hạn giống như là các ngài có khởi lên cái lòng từ tâm bi mẫn đối với chúng sanh vân vân, thì cái giai đoạn tâm đó nó cũng là những cái tâm lộ ý thông thường, chứ không phải là cái lộ ý kiên cố, mà chỉ có vị nào mà chứng được cái thiền chỉ đó, thì vị đó mới có thể nhập thiền quả. Thì ở đây một lần nữa thì chúng ta sẽ thấy cái vai trò thiền chỉ rất là quan trọng, kể cả một vị thánh nhân các ngài vẫn cần cái thiền chỉ, bởi vì nhờ cái thiền chỉ đó làm cái điều kiện để cho vị này có thể nhập thiền quả, mà thiền quả chính là cái sự an hưởng, thì an hưởng lạc giải thoát của vị thánh nhân. Do vì thiền quả đó thì lấy niết bàn làm cảnh. Thì bài học ngày hôm nay chúng ta học thêm về các cái hai cái lộ tâm, tức là lộ phản kháng và lộ thiền quả. Tôi cố gắng hướng dẫn cho các vị trong cái thời gian mà tôi đành, tôi có thể hướng dẫn cho các vị hết cái phần khái lược. Sau cái phần khái lược đó thì chúng ta sẽ nghỉ trong một cái thời gian nào đó để tôi sắp xếp cái chương trình học. Thì khi đó sẽ có thể là sẽ học thêm cái phần duyên sinh hoặc là duyên hệ, tùy theo các vị học viên có nhu cầu. Còn đây cho đến tôi cố gắng là trong 2 tháng nữa để làm sao chúng ta có thể học hết cái phần khái lược này. Thì bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Chúc các vị ăn vui. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Dạ. Con kính tri ân sư ạ. Dạ, xin chào các vị. Kính tri ân sư ạ. Dạ, xin chào các vị.